Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một lọ keo Taki. Keo này thì giúp cho những cái mặt vợt cũ nó giảm ma sát. Thì mình sẽ bôi cái keo này vào để cho nó tăng ma sát, đánh bóng sẽ tốt hơn và xoáy hơn, tăng độ khó cho đối phương. Đây, một lọ keo như này nó có khoảng 40 gram. Nó giống như kiểu lọ keo 502, cũng nhỏ nhỏ như vậy. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dán luôn vào làm sao để cho nó có độ ma sát tốt nhất cho chiếc vợt cũ của mình. Đầu tiên thì các bạn sẽ vệ sinh cái mặt vợt đi cho nó hết những cái bụi bẩn nó bám ở trên mặt vợt. Thì để tốt nhất thì các bạn có thể vệ sinh qua những cái nước vệ sinh chuyên dụng cho mặt vợt. Còn nếu mà không thì bạn có thể lấy tấm mút hoặc lấy cái gì đó các bạn vệ sinh cho nó sạch cái mặt vợt đi là được. Thì mình sẽ vệ sinh cho nó sạch cái mặt vợt đi nhé. Nó hơi ẩm thì bạn chờ một tí cho nó khô đi một chút là đỡ hơn. Đây là lọ keo này thì nó thiết kế thì nó giống hệt như lọ keo 502 này. Mở trên này ra này. Và trên này thì cũng có đầu nhé, nhưng mà đầu này thì các bạn phải cắt nó ra thì mới dùng được. Ở đây mình quên không cầm cái kéo cắt nên là thôi để mình mở luôn bên dưới ra cho nó nhanh. Đây, ở bên dưới thì nó cũng có một cái ren xoáy như thế này. Và keo này nó dạng dạng keo sữa, nó hơi đục đục một chút nhé. Rồi bây giờ ở cái keo này cắt cái đầu cái ra nó nhỏ hơn, nhưng mà cái vợt thì các bạn sẽ chấm nó khoảng tầm độ 5 đến 7 giọt vào cái mặt vợt nhé. Bạn cắt nên cắt cái đầu kia ra thì nó nhỏ hơn, nó sẽ chuẩn hơn nhé. Và khi nhỏ lên mặt vợt xong thì bạn lấy cái miếng mút xốp này, các bạn thoa đều nó ra nhé, cho nó trải dài hết kín mặt vợt, trải đều ra. Các bạn lau kín vào mặt vợt luôn nhé. Và lau thì nó sẽ không được khô nhanh lắm nên là các bạn sẽ dùng máy sấy, giống như kiểu khi mình dán mặt vợt đấy thì dùng máy sấy sấy cho nó khô nhanh, cho nó khô nhanh và đều hơn. Ok, thì các bạn sấy nó cảm giác là nó cho nó khô đi một chút là ok nhé. Bây giờ thì mình sẽ làm tiếp mặt đỏ cũng tương tự như vậy. Và mình cũng lấy cái mút này để thoa đều nó ra này. Dùng máy sấy sấy cho nó khô. Ok, và như vậy hai mặt nó cũng đã khô rồi này. Và khi sờ tay vào các bạn sẽ thấy nó dính dính hơn ban đầu này. Và sờ tay vào thì nó sẽ dính hơn này và có lực hút ma sát hơn này. Đây, và khi cho quả bóng vào thì nó sẽ có độ xoáy. Các bạn nhìn quả bóng khá là xoáy luôn này. Sờ tay vào thì nó sẽ cảm giác nó sẽ dính dính tay hơi nhiều một chút, nhưng mà khi đánh trực tiếp trên quả bóng thì nó xoáy chứ nó không dính nhé, nó không bị bệt bóng.
bánh nó không bị dính bóng, bệt bóng được chút nào luôn. Và bóng nó rất là lật và nó xoáy. Nó khá là xoáy này, và nếu các bạn muốn nó muốn tăng độ xoáy hơn nữa thì các bạn có thể dán bôi keo thêm vài lần nữa, thì nó càng nhiều thì nó sẽ càng tăng độ xoáy cao hơn. Nhưng mà các bạn nhớ là bôi theo nhiều lần nhé, chứ không một lần bôi nhiều thì nó sẽ không có tác dụng, mà các bạn sẽ bôi nhiều lần nhé. Và nếu bạn có nhu cầu muốn mua lọ keo Tucky này thì bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình có để trên góc màn hình. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo.